Xin chào anh em, mùa mua sắm cuối năm nay thì mình nhận được khá là nhiều những yêu cầu của anh em làm về những thiết bị công nghệ, không chỉ là về điện thoại mà còn cả vòng đeo tay, rồi cả tai nghe, đặc biệt là những chiếc tai nghe True Wireless đang cực kỳ là thịnh hành trong thời gian vừa qua. Và trong ngày video hôm nay thì mình sẽ muốn giới thiệu cho các bạn 11 chiếc tai nghe hàng hiệu, cũng có thể gọi là hàng hiệu, đến từ một thương hiệu Mỹ. Mỹ nha các bạn, không phải là Mỹ Tho hay là Mỹ Đình đâu, mà là Hoa Kỳ đó. Và đây là một chiếc tai nghe đến từ một cái thương hiệu đọc thì khá là dài các bạn ạ, Plectronics, và cái phiên bản mình có ngày hôm nay sẽ là Pro 5100, và nó sẽ có những gì thú vị thì mời các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Và trước khi mà chia sẻ với bạn về chiếc tai nghe, mình nói tắt nó là 5100 đi bởi cái tên của nó khá là dài, thì mình cũng chia sẻ luôn về mức giá của sản phẩm này. Cái sản phẩm này thì mình mượn ở bên Smartcom, một cái nhà phân phối rất là có tiếng ở thị trường Việt Nam, với mức giá bán lẻ là 3.900.000 các bạn ạ. Nó đâu đó khoảng tương đương với chiếc AirPods 2 đến từ nhà Apple ấy. Mặt trước của cái tai nghe thì đây, các bạn thấy cái hộp của tai nghe thì nhìn nó rất là đẹp và rất là ngầu các bạn ạ. Nếu anh em nào mà chưa biết về cái thương hiệu Plectron thì các bạn có thể là lên Google search nha. Đây là một cái thương hiệu đến từ Mỹ. Và khi mà chúng ta kéo cái vỏ ra ngoài thì chúng ta sẽ có những cái phụ kiện ở đây. Cái tai thì mình đã lấy ra nghe đâu đó khoảng tầm 3 tuần rồi, 2 cho tới là 3 tuần rồi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái miếng nhỏ nhỏ này. Ở đây thì chúng ta sẽ có một vài cái tip tai nghe để cho phù hợp với kích thước tai của mỗi người. Và khi mà chúng ta bỏ cái này xuống đây thì mình sẽ có thêm một cái... Đây là cái sợi cáp micro USB, một trong những thứ mình không hài lòng nhất ở trên chiếc tai nghe 5100 như thế này, bởi vì nó ra mắt vào cuối năm 2019 ở thị trường Việt Nam mà vẫn sử dụng cái cổng micro USB là một điều khá là khó có thể là chấp nhận được. Và cuối cùng đó chính là một tập sách hướng dẫn sử dụng, và mình yêu cầu, không phải là yêu cầu đâu, mà mình năn nỉ anh em đi là các bạn hãy nên giữ lại cái phần sách hướng dẫn sử dụng như thế này, nó sẽ có chữ Quickstar này, các bạn hãy nhớ giữ lại, bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta, hỗ trợ rất là hữu ích trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng chiếc tai nghe 5100. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, mình đã giấu của nó ở sau cái cây ở đây. Đấy, không biết là các bạn có thấy nó hay không. Và cái tai nghe này thì mình liên tưởng tới một số những chiếc tai nghe mình đã từng trên tay, đặc biệt là những chiếc tai nghe bamboo. Hôm trước mình đã có một vài video về những tai nghe bamboo rồi, anh em nào mà chưa xem thì có thể click vào góc phải màn hình nha. Và ở phía mặt trước của cái hộp thì chúng ta sẽ có một cái nút bấm, đây là một cái nút bấm vật lý bình thường nhá, không phải là cảm ứng gì đâu các bạn ạ, mà cũng không phải là điện luôn. Chúng ta bấm một phát thì nó sẽ mở cái phần nắp này, và cái nắp này thì chúng ta cũng có thể là giống như gọi là những chiếc tai nghe AirPods đến từ nhà Apple. Đó, chúng ta vẫn có thể là bật được khá là vui nhộn. Và khi mà các bạn nghiêng như thế này thì cái nam châm ở bên trong nó vẫn giữ rất là chắc chắn ở những chiếc tai nghe của chúng ta, cho nó không hề dễ rơi giống như kiểu là những chiếc tai nghe của hãng nào đó thì mình cũng không tiện kể tên. Và ở phía dưới cái phần sạc á, một cái điểm mà mình cũng không thích lắm ở trên cái thiết kế của cái sạc này, cái hộp của chiếc tai nghe 5100, đó chính là cái phần cổng sạc thì nó lại nằm ở đáy các bạn ạ. Mình ước gì mà nó chuyển lên ở cái phần cạnh sau như thế này, thì khi mà chúng ta đặt cái hộp sạc lên bàn, chúng ta cắm vào thì có phải là cái chiếc tai nghe của chúng ta nó đã đẹp hơn không? Không hiểu tại sao mà một cái hãng thương hiệu rất là nổi tiếng ở Mỹ mà lại có thể thiết kế cái cổng sạc ở phía dưới như thế này. À, và đây là hai chiếc tai nghe của chúng ta, đây là hai chiếc tai nghe. Về cái ngoại hình của chiếc tai nghe này thì nó thực sự khác biệt so với là những chiếc tai nghe in-ear True Wireless mà mình đã từng trên tay cho anh em. Đặc biệt đó chính là về cái cách mà chúng ta tháo lắp. Đây các bạn thấy chúng ta có thể tháo lắp được cái phần mút này. Và cái mút này thì nó tháo rất là khó nha các bạn. Đấy, chúng ta sẽ có hẳn một cái tip dài như thế này luôn, chứ nó không chỉ là một cái tip đầu như thế này thôi nha các bạn, mà chúng ta sẽ tháo hẳn ra luôn. À, cho nên là anh em phải giữ gìn cẩn thận cái này nha, nó mà mất thì gần như là chúng ta sẽ phải mua một chiếc tai nghe mới. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ lắp lại. Và cái cảm giác khi mà mình đeo cái chiếc tai nghe này vào chúng ta ấy, thì nó cực kỳ là thoải mái các bạn ạ. Wow, nó rất là thoải mái luôn. Mình đã mang cái tai nghe này, mình không khuyến khích là các bạn mang để đi xe máy nha, bởi vì cái thiết kế dạng như thế này, dạng in-ear như thế này thì khả năng cách âm thụ động của nó cũng tương đối là tốt. Và mình có thể mang cái này, mình là một người mang tai nghe rất là nhiều mà, cho nên là mình có thể là mang chiếc tai nghe này liên tục đâu đó khoảng tầm là 3 tiếng mà vẫn không có cảm giác là đau tai. Những chiếc tai nghe in-ear thường á thì nó sẽ làm mình đau tai, nhưng mà với những chiếc tai nghe mà có thiết kế nhìn nó dẹp dẹp như thế này thì cảm giác đeo cực kỳ là ôm tai. Và mình đã từng mang chiếc tai nghe này đi xe máy với tốc độ khoảng tầm là 80 km/h thì mình thấy là nó vẫn không hề bị quật ra ngoài gió, mặc dù là quạt rất mạnh, cũng như là mình có gặp một vài cái ổ gà ở trên đường quốc lộ, nhưng mà mình cũng không bị rớt cái chiếc tai nghe này ra, cho nên là mình vẫn còn may mắn để có thể là làm một cái video
đánh giá nhanh cho anh em về chiếc tai nghe 5100 như thế này. Trước khi mà đi thẳng vào cái phần chất âm cũng như là độ trễ âm thanh thì mình cũng nói luôn cho anh em về cái việc mà điều khiển thay đổi bài hát hay tăng giảm âm lượng thì ở trên chiếc tai nghe này đều hỗ trợ chúng ta những cái tính năng đó. Tuy nhiên thì nó tương đối là rườm rà trong cái thời gian đầu mà anh em sử dụng. Đặc biệt là nó sẽ phân cấp khá là nhiều các bạn ạ. Khi mà chúng ta sử dụng ở bên tay trái á, tay trái thì các bạn có thể là vừa cảm ứng, các bạn có thể vừa chạm như thế này, hoặc là các bạn có thể là nhấn vật lý bình thường nghe những tiếng tách tách. Bây giờ thì mình sẽ để gần cái mic của mình cho anh em nghe nha. Đó, các bạn có thể nghe những tiếng tách 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 như vậy. Và các bạn hoàn toàn có thể là vào trong cái app là Blackbeat Beat hay là gì đó, mình sẽ để ở phần bình luận cũng như là phần mô tả cho anh em tải về nhá. Thì các bạn có thể tinh chỉnh để có thể là ví dụ như các bạn chạm một lần thì các bạn có thể là kích hoạt nhanh trợ lý ảo Google Assistant, hay là các bạn có thể là truy cập nhanh vào một vài những tính năng gì đó. Nhưng một điểm lưu ý cho anh em là cái app này thì toàn tiếng Anh mà thôi. Còn ở phía bên tay phải, tay phải của chúng ta thì nó không có phần cảm ứng các bạn ạ, mà nó chỉ có cái phần vật lý mà thôi. Chúng ta chỉ có thể là nhấn như thế này này. Đó, các bạn nghe không? Đấy, chúng ta không có thể là có cảm ứng được, cho nên là khi mà các bạn bỏ vào tai mà các bạn nhấn nhiều quá thì nó sẽ hơi gây ra cho chúng ta một cái cảm giác tương đối là đau tai trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Cho nên mình hầu hết thì mình chỉ sử dụng cái tay trái để có thể là tăng hoặc là giảm âm lượng mà thôi. Cái tay phải này thì các bạn có thể là chuyển bài hát hoặc là lùi bài hát hoặc là rất rất là nhiều những tính năng khác nhau, cho nên là mình mới nói anh em là phải giữ lại cái phần sách hướng dẫn sử dụng mà có cái chữ là Quick Start đấy. Đấy, cho nên là các bạn phải giữ lại cái sách đó nha, để chúng ta có thể là biết được những cái tính năng, bởi vì nó cực kỳ là nhiều tính năng cho chúng ta có thể là trải nghiệm luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính ngày hôm nay, đó chính là về chất âm cũng như là độ trễ âm thanh trên chiếc tai nghe này. Về cái chất âm trước đi ha, về chất âm thì nó sẽ không phù hợp, chiếc tai nghe 5100 này nó sẽ không phù hợp với những cái bạn nào mà thích những cái thể loại nhạc EDM hoặc là những thể loại nhạc nào mà có tiếng trống hay là có tiếng bass mạnh. Bởi vì cái bass của cái tai nghe này á, với cá nhân mình thì mình không ấn tượng lắm. Sau khi mà đã nghe được khá khá những chiếc tai nghe ở trong cái phân khúc giá khoảng tầm là 4 triệu đồng, đặc biệt đó chính là chiếc tai nghe đến từ nhà Huawei, chiếc FreeBuds 3. Hôm sau thì mình sẽ gửi đến cho anh em một cái video chia sẻ về chiếc tai nghe FreeBuds 3, một trong những chiếc tai nghe đáng mua ở trong cái phân khúc giá từ 3 cho tới là 4 triệu đồng. Và chiếc tai nghe này vậy thì nó sẽ phù hợp với những ai? Nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà thích những cái thể loại nhạc nhẹ nhàng, các bạn thích nghe kiểu như là giọng nó trong trẻo á, thì chiếc tai nghe này nó khá là phù hợp cho anh em, cũng như là các bạn có một cái cảm giác đeo cực kỳ là thoải mái. Còn về cái độ trễ âm thanh thì chắc chắn nó sẽ phải có, bởi vì nó không phải sử dụng cái chuẩn truyền âm thanh giống như nhiều kiểu là những chiếc AirPods hay là trên chiếc Huawei FreeBuds 3, có nghĩa là nó sẽ có âm thanh từ thiết bị phát. Ví dụ như mình có ở đây là chiếc điện thoại Oppo Reno này, Reno 2 này, thì nó sẽ truyền sang ở bên tay trái và sau đó thì âm thanh mới được từ tay trái truyền thẳng qua tay phải nha các bạn, chứ nó không có thể là truyền đồng thời trực tiếp từ nguồn phát lên trực tiếp hai tai, cho nên là độ trễ âm thanh của nó thì cũng có. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà chơi những tựa game như là PUBG Mobile hay là Free Fire thì mình thấy là nó vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được tốt những cái nhu cầu đó của anh em, mặc dù là nó cũng không thể ngon lành cành đào giống như gọi là những chiếc tai nghe AirPods đến từ nhà Apple. Nhưng với mức giá như thế này thì chúng ta có thể là hoàn toàn chấp nhận được. Và điểm cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với bạn đó chính là về cái phần thời lượng pin. Thời lượng pin là một trong những cái điểm cứu vớt nhiều nhất trên chiếc tai nghe này. Với cái thời lượng pin như lúc nãy mình cũng có chia sẻ với bạn rồi, về lý thuyết á, thì nó khoảng tầm là 6,5 giờ nghe nhạc liên tục. Còn với cá nhân mình thì mình có chạy xe rồi thì mình thấy là nó đâu đó khoảng tầm là 5 cho tới là 6 tiếng rưỡi, tùy vào cái việc mà các bạn ở mức âm lượng bao nhiêu. Mình chạy xe thì thường mình chỉ để ở mức âm lượng nghe nhạc đâu đó khoảng tầm là từ 60 cho tới là 70% thôi, thì mình nghe được khoảng tầm là hơn 5 tiếng rưỡi, hoặc là lâu lâu thì nó có thể là kéo lên được khoảng tầm là 6 tiếng rưỡi các bạn ạ, tùy vào cái mức âm lượng của các bạn còn nghe nhạc nữa. Các bạn nghe âm lượng càng lớn thì cái thời lượng pin của nó sẽ tiêu hao càng nhiều. Còn với chiếc hộp này thì với cá nhân mình là một người nghe khá là nhiều thì nó khoảng tầm là 2 ngày rưỡi thôi là mình đã phải sạc lại cho cái hộp này rồi. Còn nếu mà anh em nào mà nghe ít thì đâu đó khoảng tầm là gần một tuần ấy. Hôm trước mình có đưa thử cho một người bạn của mình xài thì 5-6 ngày mà vẫn chưa thấy nó sạc các bạn ạ. Công nhận là con này bình châu. Ok, như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái video mở hộp cũng như là đánh giá nhanh cho anh em về một chiếc tai nghe đến từ một thương hiệu của Mỹ, Plectronic. Với cá nhân của mình thì đây là một chiếc tai nghe có hàng hiệu, đúng thực sự là hàng hiệu này. Thứ hai đó chính là nó có một cái thiết kế tương đối là đẹp và cái cảm giác đeo của nó rất là thoải mái các bạn ạ. Với tầm giá khoảng 4 triệu đồng thì đây là một trong những chiếc tai nghe cho mình cái cảm giác đeo thoải mái bậc nhất trong cái phân khúc giá này. Thứ hai đó chính là về thời lượng pin.
thợ lò bin của nó rất là ok. Còn về chất âm thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà yêu thích những cái thể loại nhạc là pop ballad thôi, còn những cái thể loại nhạc EDM thì nó sẽ không phù hợp lắm, bởi vì với cá nhân mình thì mình thấy là bass của nó không ngon cho lắm. Một điểm nữa đó chính là mặc dù là nó không có đánh mạnh vào cái khả năng chống ồn, nhưng mà với cái thiết kế dạng in-ear như thế này thì khả năng chống ồn thụ động của nó cũng tương đối là tốt. Còn về nhược điểm thì như thế nào? Nhược điểm thì nó vẫn sử dụng cái cổng là micro USB này, cũng như là nó đang sử dụng một cái chuẩn truyền âm thanh tương đối là cũ chứ nó không quá là mới. Còn các bạn suy nghĩ gì về chiếc tai nghe này, và với 4 triệu đồng các bạn sẽ lựa chọn AirPods 2 hay là chiếc tai nghe 5100 này đến từ thương hiệu Plectronics? Đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Nếu các bạn thấy video hữu ích, các bạn đừng quên để lại một like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể là nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ, bye bye.